Kẻ thất bại vừa nhìn là biết luôn có hai đặc điểm này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, cùng một điểm xuất phát, cùng một môi trường phát triển, tại sao có người thành công rực rỡ, có người lại chật vật với cơm áo gạo tiền? Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do sự khác biệt về tư duy và hành động của hai bên. Cùng một việc làm, hai người có thể nhận được kết quả khác nhau. Liệu điều này có đúng hay không? Thường thì kẻ thất bại sẽ có hai đặc điểm sau đây, ai khắc chế được chúng mới mong làm nên đại sự. Muốn thành công, phải xem lại chính mình. Kính mời mọi người cùng lắng nghe bài chia sẻ sau đây và suy ngẫm nhé. Đầu tiên, người tài giỏi đều vì kiêu ngạo mà thất bại. Có câu, cậy tài khinh người. Người tài thường nhanh nhẹn, tài trí nên có thể nhanh chóng nhận biết cơ hội và nảy ra những ý tưởng hay ho. Tuy vậy, điều duy nhất khiến họ thất bại là vì tính cách kiêu ngạo của chính họ. Họ luôn phớt lờ người khác, cho rằng mình đã đủ giỏi và không cần học hỏi gì từ những người xung quanh. Vì vậy, một khi đã kiêu ngạo, những người này sẽ trở nên tự cao tự đại và tự đắm chìm vào vòng hào quang bản thân tự tạo ra mà không để mắt đến những lời nói của người khác. Cứ như vậy, thất bại là điều dễ dàng. Nhìn ở một góc độ khác, những người kiêu ngạo tuy có chỉ số EQ cao, nhưng chỉ số EQ lại thấp. Do đó, khả năng thu phục lòng người kém. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Dương Tu là một nhân tài kiệt xuất được Tào Tháo rất trọng dụng. Tuy nhiên, chỉ vì thói kiêu ngạo, cậy tài, khoe tài, Tào Tháo cũng không dung nổi mà ban cho cái chết. Ngoài ra, ngay cả khi người lãnh đạo có thể chịu được kẻ kiêu ngạo thì đồng nghiệp của họ cũng chưa chắc đã chịu được. Ví dụ như Hứa Du vì lập được công lớn trong trận chiến Quan Độ nên luôn tỏ thái độ ngạo mạn. Dù là bạn từ thuở thiếu thời với Tào Tháo, nhưng chính thái độ kiêu ngạo đó khiến Hứa Trừ thuộc hạ dưới trướng Tào Tháo đã không thể chịu đựng được và tìm cách giết chết. Lại có câu, một người kiêu ngạo là khi họ không thèm che đậy sự khôn ngoan của mình. Ở đời, giấu dốt là dại dột, giấu khôn là khôn ngoan. Con người cần học cách che đậy sự sắc sảo của bản thân. Tài năng và trí tuệ thực sự là biết những điều mà bản thân mình không biết, để từ đó không ngừng học hỏi và ngày càng tiến bộ. Nước chảy chỗ trũng, khi ta hạ tư thế xuống chỗ thấp nhất, tuy phúc chưa tới, nhưng họa đã rời xa. Trong thời đại này, nhiều người nóng vội thể hiện bản thân, khao khát được người khác công nhận. Vì vậy, khi vừa mới đạt một chút thành tựu, đã vội dương dương tự đắc, coi thường người khác. Trong cuộc sống này, chỉ có những người có tài mà lặng lẽ, có công mà biết thận trọng, có thành tựu nhưng khiêm tốn thì mới là bậc đại tài thực sự. Điều thứ hai, những người bình thường vì lười biếng mà thất bại. Trên đời này có rất nhiều người bình thường. Lý do khiến họ không trở nên đặc biệt không phải vì họ không đủ tài năng, mà vì họ thực sự lười biếng. Trong thời đại ngày nay, hầu hết ai ai cũng mong muốn một cuộc sống như thế này. Có nhiều tiền, chỗ làm việc gần nhà, quyền cao chức trọng nhưng trách nhiệm nhẹ nhàng. Mong được ngủ đã đời rồi thức dậy, đếm tiền cho đến khi mỏi tay. Cứ lễ Tết là có tiền thưởng, người ta tăng ca, còn mình được tăng lương, sống nhàn nhã đến cuối đời. Đây là một sự thoải mái mà bao người khao khát. Nhiều người còn coi trạng thái sống này là mục tiêu. Tuy nhiên trên thực tế, đây là lười biếng, cũng được gọi là không làm mà hưởng. Bạn nghĩ rằng đó là sự nghỉ ngơi, nhưng thực tế đó là sự buồn chán. Trạng thái sống này làm hao mòn đi tính cách của bạn, làm tiêu tan hy vọng và khiến đầu óc bạn ngày càng rỗng tuếch, hạn hẹp. Khi bạn mất đi phương hướng, bạn hoang mang hơn về cuộc sống và sống vất vơ vất vưởng như một cái xác vô hồn. Đây cũng là hiện trạng của những người tầm thường trên thế giới.
họ thích nhàn hạ, lười làm việc và mơ tưởng về những điều mình mong muốn. Nhưng cuối cùng, họ thường chẳng đạt được gì. Ngược lại, cũng có nhiều người bình thường nhưng chăm chỉ, tận tâm với công việc và tạo ra nhiều giá trị cho tập thể và xã hội. Từ đó, họ có được sự công nhận của tất cả mọi người. Có một quy tắc 10.000 giờ nổi tiếng. 10.000 giờ luyện tập là điều kiện cần để bất kỳ ai cũng có thể từ một người bình thường trở thành bậc thầy. Để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, bạn cần 10.000 giờ. Nếu bạn làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, thì phải mất ít nhất là 5 năm để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực. Điều khiến một thiên tài trở nên phi thường trong mắt mọi người không phải là tài năng vượt trội, mà chính là sự nỗ lực không ngừng của họ. Danh họa Leonardo da Vinci là một người như thế. Ông bắt đầu vẽ tranh bằng chứng từ khi còn rất nhỏ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từ khổ luyện mà có được kỹ năng xuất chúng. Vì thế mà sau này, ông đã cho ra đời hàng loạt bức họa nổi tiếng thế giới. Một trong số đó là tuyệt tác Mona Lisa, khiến cả thế giới ngả mũ thán phục. Do đó, những người bình thường có thể tạo ra kỳ tích, miễn là họ sẵn sàng bỏ công sức. Ở một góc độ khác, nếu một người sẵn sàng dành thời gian, bỏ công sức để thực hiện một công việc hay khổ luyện một kỹ năng nào đó, thì người đó chính là người phi thường trong những người bình thường. Đây chính là sự khác biệt giữa tầm thường và bình thường. Chúng ta có thể bình thường nhưng không thể tầm thường. Người có tài sợ nhất sự kiêu ngạo. Người kém tài sợ nhất sự lười biếng. Kiêu căng và lười biếng ở đây cũng phản ánh đức hạnh của một người. Vì vậy, suy cho cùng, không cần biết một người có tài năng hay không, chính phẩm đức của họ sẽ quyết định họ có thành công hay không. Quý vị thân mến, đời người giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến lên, ắt sẽ thụt lùi. Có một câu chuyện như sau. Sau khi tốt nghiệp đại học, với học vấn cao, Hải liền xin được vào một tập đoàn lớn. Anh cho rằng mọi chuyện từ nay là yên ổn. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công tác về nhà, anh tìm cho mình những thú vui giải trí. Nhưng bên cạnh Hải có người đồng nghiệp tên Lưu. Sau khi tan làm, lại chăm chỉ nghiên cứu, học bổ túc. Hải thường coi thường, cho rằng đồng nghiệp không bằng mình, cố gắng thế nào cũng không nên chuyện. Mặc dù mỗi ngày hai người đều thực hiện các công việc giống nhau, nhưng khi sóng gió đến mới biết được ai là người vững vàng hơn. Sau 5 năm, dưới áp lực cạnh tranh, công ty buộc phải cải tổ, cắt giảm nhân sự. Hải rất bất ngờ vì một người trình độ học vấn cao như mình lại rơi vào danh sách bị cắt giảm. Lúc ấy anh mới phát hiện ra rằng, đối mặt với lớp thế hệ trẻ, thể lực và trí lực của mình thôi chưa đủ, mà kinh nghiệm tích lũy mới là cốt lõi. Mặc dù đã tốt nghiệp xong 8 năm, nhưng anh ấy vẫn không tiến bộ nhiều hơn là mấy so với khi mới tốt nghiệp. Trong khi đó, thế hệ trẻ ngày càng có rất nhiều nhân tài mới nổi lên. Do đó, anh cũng gặp không ít những thử thách và trắc trở khi cạnh tranh cùng với họ. Kỳ thực đời người giống như chèo thuyền ngược dòng. Không tiến lên, ắt sẽ thụt lùi. Trong thế giới của những người tài giỏi và xuất sắc, bạn phải không ngừng nâng cao giá trị của chính mình. Sự ấm áp khi cuộn tròn trong chăn không bằng sự hạnh phúc của những thành tựu trong tương lai. Trong những trang sách luôn có điều mà bạn có thể học. Tham muốn sự an nhàn sẽ chỉ khiến bản thân trở nên rỉ sét. Nhiều người thường than vãn về khủng hoảng trung niên đến bất ngờ. Trên thực tế, nó không phải lập tức ập đến ngày một ngày hai. Bạn đã có vô số cơ hội để chui rèn bản thân, tránh khỏi khủng hoảng không cần thiết. Nhưng có lẽ chính vì bạn chọn an nhàn mới dẫn đến kết cục như vậy. Bận rộn không phải là chuyện xấu như mọi người vẫn nói,
mà là phúc lành từ trời cao. Nhưng ông Lý Thiệu Lỗ dù đã 91 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, có thể leo 10 tầng cầu thang mà không mệt. Bí quyết dưỡng sinh của ông chính là không để mình rảnh rỗi. Sáng nào ông cũng dậy từ 7 giờ, tập thể dục 1 tiếng. Ăn sáng xong lại đi tản bộ. 9 giờ hơn ông về đọc báo, xem sách. Buổi chiều ông nghe nhạc, tập thư pháp và tiếp tục rèn luyện 1 giờ. Ngoài ra ông còn dành thời gian giúp vợ việc nhà. Có câu, người rảnh rỗi hay ưu sầu, người lười biếng nhiều bệnh tật, người bận rộn lắm niềm vui. Thực sự là như vậy. Khi một người nhàn rỗi, tinh thần và thể chất của người đó sẽ bị dày vò. Rảnh rỗi dễ suy nghĩ linh tinh, mà lười biếng cũng khiến thân thể uể oải, sức khỏe ngày càng rời xa chúng ta. Ngược lại, bận rộn lại là một liều thuốc quý trên thế gian. Từ trước tới nay, bận rộn luôn là khởi đầu cho một cuộc sống năng động. Cuộc sống quá nhàn rỗi thực sự là một thảm họa. Một người đàn ông ở Anh, từ một công nhân dọn rác nghèo, đã trở thành triệu phú sau một đêm nhờ trúng số độc đắc. Anh ta bỏ việc, vung tiền mua xe sang và bắt đầu lao vào cuộc sống ăn chơi trác táng với ma túy, mại dâm và cờ bạc. Chỉ trong vòng 7 năm, anh ta đã mất 9,7 triệu bảng Anh và lại trở thành kẻ bần cùng, nghèo rớt mồng tơi. Cả vợ và con gái đều bỏ anh ta mà đi. Vật chất có thể thỏa mãn dục vọng nhất thời của con người, nhưng đắm chìm trong sự buông thả khiến người ta khó cảm nhận được hạnh phúc chân thật của nội tâm. Rảnh rỗi có thể mang lại niềm vui tạm thời, nhưng liên tục nhàn rỗi sẽ khiến người ta nhàm chán, thậm chí là thui chột ý chí, kéo rời bạn khỏi những mục tiêu tốt đẹp mà bạn từng đặt ra. Bận rộn có thể rất mệt mỏi, thậm chí bạn phải chia nhỏ khoảng thời gian trong ngày. Nhưng nó có thể đem lại cho bạn rất nhiều thu hoạch, từ kinh nghiệm sống, tài sản, kiến thức, cho đến sự hạnh phúc trong nội tâm. Trong mấy chục năm cuộc đời, chúng ta nên để lại điều gì đó cho thế giới này. Đừng coi sự nhàn rỗi như một món quà trời ban. Những thứ khiến bạn thích thú, vui sướng một ngày nào đó, nó sẽ hủy hoại bạn đấy. Tất nhiên, quá bận hoặc quá nhàn rỗi đều không nên. Trong Thái Căn Đàm có câu, đời người nhàn rỗi chớ sinh ý nghĩ trộm cướp. Quá bận rộn thì đánh mất bản tính chân chính. Trong bận có rảnh, trong rảnh có bận, có việc để làm, có người để yêu thương, có chốn mong đợi. Đó mới là trạng thái trọn vẹn nhất của cuộc đời. Khi bạn bắt đầu biết cách trân trọng, tận dụng thời gian và sắp xếp cuộc sống hợp lý, là bạn đang kéo dài tuổi thọ, mở rộng giá trị cuộc sống. Cái gọi là sống hết mình đó chính là chúng ta không buông xuôi mọi giai đoạn của cuộc đời.